Sing. Nó giận có bao nhiêu chụp được. Cả thấy nhảy múa xem này. Đang chui vô ngồi luôn. Là khỏi chụp. Gì tiếng vậy? Anh Dũng mình đi chụp baby nè. Chụp baby nó phải đầu tư mấy cái accessory kia. Không mới kêu được. Mình có cái một năm chụp baby rồi đó. Nho như con dòi. À. Đáp chậm, đáp chậm. Không sao, không sao. Bỏ con đi ra đi con, không cho anh. Banh vướng quá đi. Không cho anh nữa. Lấy đồ chơi được rồi con, lấy quần áo chơi được rồi. Ưng lẫn làm được. Bắp trừ đó con. Ừ, ném mới được đấy. Mạnh vô. Mạnh xuống. Đúng rồi. Mạnh xuống. Té. Cẩn thận chứ. Dí theo con. Quen, quen. Con khỏe này đúng không? Đúng. Bà chụp luôn. Đấy. Ném đi con. Ném xuống, ném xuống. Ném giường á, ném giường á. Ném xuống giường á. Xỉn rồi, khổ quá. Ném đi con, ném mạnh xem. Rớt rồi. Ném. Nào mà lấy nét cho kịp. Chờ. Quá, điện nhào nhào. Nghĩ à, nghĩ à. Mà lấy cái máy kia mà chụp dễ thương hơn. Hết dễ thương rồi, hết dễ thương rồi. Quá đi. Yeah. Té nghe con. Nghỉ xíu, nghỉ xíu. Nghỉ xíu con. Hehehehe.